Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Nguyễn Khánh xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tấm panel. Tấm panel này dùng ốp cho khu vực ngoài trời. Và đương nhiên, tất cả những sản phẩm sử dụng cho ngoài trời thì chúng ta đều sử dụng được ở trong nhà. Tấm panel này nó có kích thước chiều rộng quý vị nhá. Đây là chi tiết về kích thước này quý vị này. Kích thước chiều rộng của nó là 38 cm. 38 có nghĩa rằng là cái bề mặt hoàn thiện của nó quý vị nha, là 38 cm. Tổng độ dày này của nó này quý vị này, tổng độ dày này của nó là 15 mm. 15 mm là tính cả cái PU này quý vị nha. Đấy. Và chiều dài của nó hiện tại có hai kích thước, dài 2,9 m và dài là 5,8 m. Thì tùy hai kích thước này quý vị muốn chọn cái loại nào thì chọn. Và đặc biệt đối với lại tấm 58 quý vị thích thì bên mình sẽ cắt theo yêu cầu. Ví dụ như là tổng một thanh là 58, quý vị muốn cắt ra bao nhiêu thì bên Nguyễn Khánh sẽ cắt ra cho quý vị. Về tấm này chuyên dùng để ốp ngoài trời. Và sản phẩm thì được nhà máy cam kết là cái sản phẩm này chống phai màu 10 năm quý vị nha, 10 năm thì độ bay màu, phai màu của nó chỉ có 5%. Bề ngoài của nó được phủ lớp sơn tĩnh điện và phủ lớp sơn ASA rất là cao cấp để chống trong vấn đề là bay màu cho cái lớp sơn này. Đấy. Và đối với lại tấm panel này thì hoàn toàn là chống cháy lan quý vị nha, chống cháy lan cũng như là chống nóng, cách âm, cách nhiệt, bởi vì nó có cái lớp PU này rất là dày. Đấy, rất là dày quý vị nha. Đấy. Phía sau của nó có một cái lớp phong bạc như này quý vị nha. Và phong bạc này được liên kết bởi các cái sợi thủy tinh quý vị nha, để nó chống bị rạn nứt, chống bị đứt quý vị nha. Sản phẩm này nó là kết hợp cách nhiệt rất là tốt, cách âm tuyệt vời. Thì sản phẩm này quý vị dùng ốp ngoài trời dành cho những căn nhà như là nhà tiền chế quý vị này, hoặc là quý vị sửa chữa những căn nhà lâu năm, những căn nhà mà sử dụng lâu năm nó bị, thứ nhất là tường nó bị xấu, cái thứ hai tường là bị nứt chân chim, cái thứ ba nó là tường nó bị thấm, thì chúng ta có thể sử dụng những cái tấm này ốp ở bên ngoài, vừa là trang trí, vừa là chống nóng, vừa là vấn đề là chống thấm. Đấy, rất là hay quý vị nhé. Và sản phẩm này thì được liên kết bởi hẻm âm dương quý vị. Đây, hai cái hẻm như này và liên kết với nhau quý vị này. Đây, mình sẽ lên chi tiết quý vị nhé. Đây. Cái hẻm này là hẻm âm quý vị này, cái hẻm này và hẻm dương quý vị nhé. Và khi liên kết thì quý vị này, thì ghép nó vào như này thôi quý nhá. Ghép vào như này thôi. Thì khi mà chúng ta ghép như này thì mưa này, mưa nó chảy xuống đây thì nó sẽ chảy ngược xuống dưới luôn, và mưa nó không bị chảy dốc vào trong quý vị nhá. Không chảy vào trong. Đấy. Về cái cách thi công lắp đặt này rất là dễ. Và thi công cái này thì liên kết cái tấm như thế nào? Thì đầu tiên quý vị bề mặt này, trước khi chúng ta ốp thì chúng ta bôi bề mặt này là keo quý vị nhá. Keo chuyên dụng của nó. Xong chúng ta đưa vào tường thì chúng ta tiếp tục là gì, đóng đinh này, đóng đinh này, bắn đinh này, hoặc là bắn vít này, bắt trực tiếp từ cái hẻm này, bắn trực tiếp vào tường, hoặc quý vị có thể là bắn vào xương sắt, xương gỗ, xương thạch cao, nói chung các loại xương, và có thể bắt trực tiếp vào tường. Sau khi chúng ta cố định cái tấm đầu tiên này thì tiến hành ghép tấm thứ hai, và cứ như vậy chúng ta tiến hành ghép như thế nào, ghép như thế này là xong quý vị nhé. Và cứ như vậy thi công hoàn thiện tất cả các cái tấm còn lại. Rất là dễ thi công quý vị nha. Đấy. Sản phẩm chống nóng, cách âm tuyệt vời. Đấy. Và ngoài ra tất cả những cái tấm này khi chúng ta ghép như này quý vị nha, thì trường hợp những cái tường mà nó dài hơn 5,8 m hoặc là 2,9 m thì chúng ta có những cái nẹp H, nẹp nối và những cái nẹp V góc hoặc những cái nẹp kết thúc, đầy đủ các cái phụ kiện đồng màu để cho quý vị trang trí quý vị nhé. Đấy. Và bây giờ thì mình lên chi tiết các cái màu sắc đang có hàng sẵn để cho quý vị nắm bắt này. Màu này người ta gọi là màu vân gạch quý vị nhé, màu vân gạch xám. Đấy. Đây là màu vân gỗ nâu quý vị nhé, màu vân gỗ nâu này. Vân gỗ nâu. À, mình nói thêm này, về cái lớp kẽm này quý vị nhé, cái lớp mà lớp tôn nhôm quý vị nhé. Tại sao nó là tôn nhôm? Nó ký hiệu là AZ. Nó là hai thành phần giữa là kẽm và nhôm. Đấy. Và tỷ lệ của nó thì cái tỷ lệ nhôm khá là cao,
cho nên nó chống được cái mức độ oxit hay là chống vấn đề là bị rỉ sét rất là cao quý vị nha. Đấy, chống rỉ sét rất là cao luôn. Đấy, sản phẩm nó hoàn toàn mới cho nên là vấn đề mà để mà kiểm định cho nó thì phải có thời gian. Sản phẩm này ở thị trường thì mới thôi, nhưng mà các đất nước như là của Nhật Bản hay là Trung Quốc thì sử dụng cái tấm này rất là lâu rồi. Nó ốp cho những tòa nhà, những căn chung cư hay là những cái công trình rất là lớn, nó đã dùng tới những cái này rồi. Còn ở Việt Nam mình thì hoàn toàn mới quý vị nhé, rất chi là mới luôn. Đấy, thì hôm nay Nguyễn Khánh giới thiệu để cho quý vị nắm bắt được. Và nếu như mà sản phẩm này được ứng dụng nhiều trong thị trường Việt Nam ta thì rất là nhiều các cái đơn vị sẽ nhập khẩu về, bởi vì cái công dụng của nó rất là tốt, công dụng hay, thi công nhanh, đẹp đấy nhá. Đây, màu vân gỗ kia, đây là màu vân gỗ này quý vị, rất chi là đẹp quý vị nha. Đây cũng là vân gỗ nữa quý vị này, vân gỗ xám này. Đẹp như thế này thì đương nhiên là rất là dễ sử dụng rồi, rất là dễ nhiều người dùng rồi quý vị nha. Mà giá nó rẻ lắm quý vị nha. Hiện tại kho hàng đang có mặt tại, như Nguyễn Khánh đang ở Bình Dương quý vị nha, thì hiện tại hàng đang có ở khu vực Bình Dương. Đấy, các cái dòng sản phẩm khác, tấm nhựa ốp tường ốp trần thì Nguyễn Khánh đang có ở các kho, rất là nhiều kho rồi. Còn đối với tấm này thì hiện tại đang có kho Bình Dương. Cho nên khi quý vị mua hàng, đặc biệt khách hàng nào ở phía Nam thì mua hàng rất là tiện rồi. Còn những khách hàng ở phía Bắc thì phải tốn thêm cái chi phí vận chuyển của cái này nữa. Và hiện tại thì Nguyễn Khánh đang bán với giá là 250.000 cho 1m2 quý vị nhé. 250.000 cho 1m2. Ngoài ra tùy theo số lượng nhiều ít mà nó có thể nó sẽ có giá thay đổi chút xíu. Và giá này thì chưa bao gồm chi phí vận chuyển quý vị nhé. Chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Màu này màu này, nhôm trắng bạc quý vị này. Quá đẹp luôn quý vị nhé. Đây nó quý vị. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, còn màu này thì nó là màu sơn trắng quý vị nhá, màu trắng. Đấy, rất là đẹp. Đó là một số cái mã màu. Cái này sơn trắng bóng này quý vị này. Còn cái này sơn kẽm này quý vị này. Kẽm lì, nó không có bóng đâu quý vị nhá. Đấy. Thì theo như cá nhân Nguyễn Khánh đó, quý vị sử dụng những cái tấm mà nó có nhiều sọc này này, càng nhiều sọc như này á thì cái tấm này nó càng cứng quý vị nhá, càng cứng. Còn mấy cái tấm trơn á thì nó không cứng nhiều đâu quý vị nhá. Mấy tấm sọc này rất chi là cứng luôn. Đấy. Đặc biệt là cái tấm vân gạch này, nó dập nhiều cái các cái sóng như cái xương này này thì cái tỷ lệ cái độ cứng của nó cứng càng cao quý vị nhá. Đấy. Cho nên quý vị nào mà cần cái độ cứng thì dùng những cái tấm mà có dập nhiều như này nó cứng. Đấy. Về cái giá cả thì như nhau, tất cả đồng giá, nhưng mà cái này thì nó cứng hơn. Đấy. Cứng hơn so với lại mấy thằng mà dập đơn giản hơn này quý vị nhá. Đấy. Những thằng như này người ta cũng tính toán rồi, dập những cái sóng này để tăng cường cái độ cứng, độ chịu lực cho tấm đấy quý vị nhá. Đấy. Nhưng mà cái nào mà càng nhiều cái dập như này thì nó càng cứng, cho nên là quý vị ngoài cái màu sắc quý vị thích ra thì quý vị lựa chọn những cái sản phẩm mà nó có độ cứng nữa. Đấy. Thì đó là một số cái chi tiết về cái sản phẩm tấm panel ốp tường ốp trần quý vị nhá. Đấy. Quý vị có nhu cầu sử dụng sản phẩm xin vui lòng ủng hộ bên Nguyễn Khánh. Một lần nữa Nguyễn Khánh xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.